Trân trọng kính chào hết thảy quý ông bà anh chị em. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì chúng ta một lần nữa học lời của Chúa qua loạt bài trường Chủ nhật. Và chúng ta sẽ học bài hôm nay, đó là bài số 70. Bài số 70: chuẩn bị cho cứu Chúa đến lần thứ nhất. Ở trong tiên tri Sacheri ha. Kinh Thánh ở Sacheri đoạn 9 từ câu 1 cho đến câu số 17. Sacheri đoạn 9 từ câu 1 đến câu 17. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta vào bài học. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Thiên Phù từ ái của chúng con, là Đấng chúng con yêu mến và chúng con phục vụ Chúa. Con tạ ơn Chúa một lần nữa Ngài cho chúng con được hiệp lại để tìm kiếm lời của Ngài. Xin Thần của Chúa lửa Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong tình yêu, trong năng lực, để chúng con hiểu biết lời của Chúa, để chúng con sống và làm theo, để chúng con tin kính và vâng phục Chúa mọi đàng. Con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Một lần nữa xin chúc Ngài ở cùng hết thảy quý ông bạn chị em chúng con, để mỗi khi chúng con đến với lời Chúa thật sự được ngọt ngào, được nhận biết ý thánh của Chúa trên cuộc đời mình. Con tạ ơn Ngài. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong bài học này. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong sự tế trị tuyệt đối của Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ đọc lời Chúa ở trong Sacheri đoạn 9 từ câu 1 đến câu số 17. Sacheri đoạn 9 từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta cùng đọc chung với nhau đi ha. Có thể nhìn trên màn hình đọc. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Hadrach. Nó sẽ đổ trên Đa Mách, vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Hamat, láng giềng của Đa Mách, về Ti-rơ, về Sê-đôn, vì các thành ấy là rất khôn sáng. Vì Ti-rơ đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như bùn ngoài đường. Này Chúa sẽ cắt lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu đốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ, Gaza cũng thấy và rất đau đớn, Ết-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ. Vua Gaza sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt. Ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Philippines, nhưng ta sẽ cắt máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng trong Juda, và Ezron sẽ như người Jebusit. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại. Kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa. Vì vậy, giờ ta sẽ lấy mắt nhìn xem nó. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ diệt xe cộ khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ diệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Juda ra cho ta như cái cung, và Ephraim như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Sion, nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Javan, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được dấy lên, dấy trên thấy trên chúng nó. Tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lốc phương Nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và dày đạp những đá ném bởi thành, bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ.
Trong ngày đó Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn và là dường nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thành vườn. Cảm ơn Chúa, đó là lời Chúa. Thưa quý anh chị em, là chúng ta biết tất cả những cái chương trình Chúa bộc lộ rất nhiều qua tiên tri Sacheri, và chúng ta đã học mà qua 8 cái dị tượng. Rồi sau đó có những điều Chúa răn bảo, Chúa muốn dân sự về một cái tấm lòng yêu thương, biết ơn hơn là những cái hình thức. Và cho đến đây thì Chúa cho chúng ta biết có một cái sự chuẩn bị, có một cái sự diễn ra trước khi Chúa cứu thế ra đời. Và những cái gì đó nó sẽ diễn ra phía trước. Chúa cho ông tiên tri thấy được, và chúng ta sẽ học được cái bài đó hôm nay, để chúng ta thấy được những cái diễn tiến nào đó mà tiên tri thấy, và những cái đoạn thời gian nào phía trước, rồi những gì xảy ra. Và hết thảy đều tập trung vào một cái điều duy nhất, đó là Đấng Cứu Thế sẽ ra đời để cứu nhân loại, trong đó có quý ông bà, anh chị em chúng ta. Chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, tức là Chúa Giáng sinh đó. Bài này thì cái khung cảnh nó là trước ngày Chúa Giáng sinh, trước cái thời điểm Chúa Giáng sinh. Rồi sau đó tiên tri cũng sẽ nói đến những việc ở phía sau và cho đến ngày sau rốt, đó là tiên tri Sacheri. Nhưng mà sẽ có sự chuẩn bị gì đây, chúng ta sẽ xem ở trong bài của mình ha. Những gì mà Chúa cho ông tiên tri biết, ông tiên tri thấy, ông tiên tri khải tượng, và ông nói ra ở đây để chúng ta học hỏi. Sacheri đoạn 9, từ câu 1 cho đến câu 8, và từ câu 9 cho đến câu số 17, đây là hai cái phần ở trong cái đoạn này mà mình đọc hồi nãy đó. Thì quý bà chị em thấy là có hai cái phần rõ rệt. Rồi cái năm thì chúng ta biết rồi, Sacheri là năm 520, 520 trước khi Chúa ra đời. Chúng ta sẽ nhìn lại một chút ha, về cái lịch sử. Ở trong Daniel đoạn 2, từ câu 29 cho đến câu số 45, tức là tiên tri Daniel là thời 600 năm trước Chúa ra đời. Thì có lẽ là quý bà chị em nhớ một cái tượng mà ông vua Nebuchadnezzar nhìn thấy và Daniel giải thích cho. Đó là một cái tượng có một cái đầu vàng, cái ngực bằng bạc, cái hông bằng đồng và cái chân bằng bằng sắt, rồi cái bàn chân bằng sắt và đất sét. Thì chúng ta đã học biết cái điều này khi tiên tri giải thích, Daniel giải thích là bốn cái đế quốc sẽ có ảnh hưởng trên dân sự của Chúa. Và chúng ta sẽ lần lượt xem ở đây. Ôn lại ở đây ha. Thứ nhất là chúng ta thấy là Babylon là ngay cái thời của Nebuchadnezzar lãnh đạo đó, thì khoảng từ năm 605 cho đến năm 539, đây là cái đế quốc Babylon họ cai trị, và đây cũng là cái thời điểm mà họ bắt người Juda đi lưu đày. Khoảng 605 cho đến 300 530 mấy đó quý ngoại anh chị em nhớ không ạ? Ông Nebuchadnezzar bắt dân Juda đi lưu đày, và chúng ta mới vừa học qua cái chuyện này. Rồi sau đó đến cái đế quốc Pharaoh hay là Medi-Pa-Tư đó, thì khoảng năm 539 cho đến năm 331, thì đầu cái đế quốc này đó, thì ông vua Siro lên cho dân trở về để mà xây lại nhà thờ, mình biết rồi đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì? Sau cái đế quốc này thì đến đế quốc Hy Lạp Gret á, tức là từ năm 331 cho đến năm 168 trước Chúa. Rồi tiếp theo đó là đế quốc Roma hay là người La Mã đó, từ năm 186 cho đến năm 476 sau Chúa, 476 sau Chúa. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ thấy được cái khung thời gian của các cái đế quốc này. Và như vậy thì cái lời tiên tri này nó sẽ lọt ra ở đâu? Ở trong lời tiên tri của Sacheri đoạn 9 thì chúng ta thấy nó sẽ nằm ở năm 520, tức là đầu đế quốc Medo-Pa-Tư. Đầu đế quốc Medo-Pa-Tư. Từ câu 1 đến câu 8 của cái thời điểm này, của lời tiên tri này, thì nó sẽ ứng nghiệm vào năm 336 và 323 trước Chúa. Tức là cái lời tiên tri này nói ra năm 520, nhưng mà cho đến năm 336 và 323, cái khoảng thời gian này, thì cái phần này nó ứng nghiệm, tức là cách 184 năm. 184 năm.
Rồi tiếp theo thì từ câu 9 cho đến câu 17 của tiên tri Sacheri đoạn 9 á, thì chúng ta thấy rằng là đó là nói đến thời điểm của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đặc biệt là cái thời điểm mà Ngài vào Jerusalem lần cuối để mà lên thập tự đó. Đó là cái câu chuyện mà Sacheri nói đến. Thì khoảng năm 33 sau Chúa. Như vậy thì cái lời tiên tri của Sacheri đoạn 9 từ câu 9 cho đến câu 14 này đó ứng nghiệm sau 533 năm. Khi ông nói lời này là 520 cho đến năm 33 sau Chúa. Cho nên chúng ta sẽ thấy được 553 sẽ là 553 năm sau đó thì lời này ứng nghiệm. Rồi, đó chúng ta thấy là những cái lời này đã được ứng nghiệm rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm về lịch sử để chúng ta thấy được tiên tri cho biết điều gì sẽ xảy ra trước cái ngày Chúa có thể ra đời và sự chuẩn bị gì cho Chúa Giêsu ra đời theo cái ý định của Đức Chúa Trời ha. Như vậy thì chúng ta lưu ý cái phần thứ nhất đó là ở năm 336 cho đến năm 323. Đây là cái giai đoạn mà Chúa nói là Đức Chúa Trời đoán xét các nước. Trước khi Chúa Giêsu ra đời thì có một cái cuộc đoán xét, là cái cuộc chinh chiến, cái cuộc trừng phạt mà Chúa cho nó nổ ra trên hết thảy các nước xung quanh. Và mục đích để làm gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Đức Chúa Trời đoán xét các nước. Quý ông bà anh chị em thấy cái phần kinh thánh mình đọc hồi nãy đó ha, rất nhiều cái địa danh được liệt kê ra, rất nhiều cái địa danh được liệt kê ra để chúng ta biết đó là những cái nơi mà sẽ có sự đoán xét hay là có sự xét đoán đi qua. Tập trung ở ba nước chính, đó là nước Syria, nước Pharisee và nước Philippines. Ba cái nước này nó ở xung quanh của Do Thái đó, của Judah đó. Ở trong đó có nhiều cái địa danh như là Hadrang, rồi Damas ở Syria, Pharisee thì có thành Tyre, thành Sidon, rồi ở Philippines thì có Ascalon, Gaza, Ezron. Tức là rất nhiều cái địa danh mà ông tiên tri Sacheri ổng liệt kê vô, ổng cho thấy những cái địa danh đó là cái nơi mà sẽ bị đoán xét theo cái chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không đi hết từng cái địa danh bởi vì nó rất là dài. Và xin thưa quý ông bạn chị em là tôi cố để tôi tìm những cái lịch sử mà người ta ghi lại ở cái giai đoạn này và những cái địa danh này nó đã xảy ra cái chuyện gì theo như lời tiên tri đã nói. Chúng ta có nhớ rằng Alexander, nếu mà Việt Nam mình học sử á, thì có đề cập đến ông này và cái tên mình gọi đó là A Lịch Sơn Đại Đế. Thì ông này ở năm 356 và 323 là khi ông ra đời và ông qua đời đó. Thì chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra ở cái chỗ này. Chúng ta lưu ý cái ông đại đế này ha, cái ông tướng này ha. Đây là cái vùng Trung Đông thời Babylon. Thời Babylon và sau thời Babylon, tức là thời Medo Tư đó. Thì cái thời điểm này Chúa cho một cái cuộc xảy ra, một cái cuộc chinh chiến xảy ra. Và cái người đứng lên để mà đi chinh phục giống như là toàn cả thế giới thời điểm này đó, đó là A Lịch Sơn Đại Đế. Ông đi từ châu Âu, ông băng qua châu Á, rồi ông ghé xuống một chút ở châu Phi, và ông qua bên Nam Á, ông qua tuốt bên Ấn Độ. Tức là ông chinh phục rất là lớn, hầu như là hết tất cả các cái vùng ở khu vực Trung Đông. Tí nữa chúng ta sẽ thấy được cái địa đồ mà ông chinh phục là rất là lớn. Đây là những điều mà những cái địa danh và những cái thời điểm mà Chúa cho ông Sacheri thấy rất là lâu ha. Thấy trước đó là 184 năm lận. Chúng ta thấy ông Alexander Đại Đế này, ông phát xuất từ bên châu Âu và ông đi đến cái trận đầu tiên, tới là Isot đó. Trận này là rất lớn, là ông bắt đầu đi chinh phục. Ông này lên chinh phục thì ông lúc mới có 20 tuổi thôi. Và quý mẹ anh chị em biết là thì bây giờ mình sẽ theo cái lịch trình của cái phần mà sao cho đây đề cập ha. Mình sẽ điểm một địa danh của các nước. Thì đầu tiên ông sẽ đến Syria. Syria thì cái thủ đô nó là Damas. Thủ đô nó Damas. Và tại cái thời điểm này, ở những cái năm trước khi Chúa ra đời, nó xảy ra điều gì? Mà A Lịch Sơn Đại Đế đã làm gì? Ghi lại là gì? Cái việc mà chiếm Damascus, tức là Damas đó,
thì lịch sử ghi lại A Lịch Sơn đã quyết định từ bỏ cái việc truy kích vua Darius. Quý ông bạn chị em nhớ vua Darius là vua của Medo-Pa-Tư, vua thứ hai của Medo-Pa-Tư ha. Lúc này A Lịch Sơn đại đế là người lên để đánh Medo-Pa-Tư, thì ông quyết định không có truy đuổi Darius nữa mà ông chuyển hướng đi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải về phía nam, hướng Arados miền bắc của Meonica, trong khi Phamenin được lệnh dẫn một đội quân đến Madagascar để chiếm đoạt ngân quỹ chiến tranh của Darius ở đây. Damas tức là cái nơi mà họ chứa ông vua Darius, ông chứa cái năng lực, cái tiềm lực quân sự của ông ở đó, đặc biệt là tài vật. Và ông Alexander đế này đến để mà chiếm lấy. Cùng lúc đó Alexander đế đã xuống chiếu thăng chức cho một trong những vị tướng nhiệt huyết nhất mà ông có được, đó là Antigone, độc nhãn tức là có một mắt thôi, lên làm tổng tư lệnh toàn bộ binh mã ở Macedonia, đóng quân ở Tiểu Á, đóng ở Tiểu Á. Như vậy thì ông chinh phục từ châu Âu, đến khi ông đến cái thủ đô của Syria tức là Damas đó, thì ông chiếm được cái vùng đó, chiếm được cái thủ đô đó. Chúng ta thấy đây là cái này là bên lịch sử họ ghi lại ha, ở cái thời điểm mà ông lên ngôi đó, bắt đầu ông đi chinh phục. Sau khi ông đánh được Syria rồi đó, thủ đô của Damas rồi đó, thì ông tiếp tục ông đi đến cái nơi thứ hai, đó là Tyre. Tyre thì thuộc nước Pherisi. Ngân Thánh mình có ghi lại ha, từ Hoài Thánh có 4. Chúng ta sẽ điểm một vài cái thành phố lớn thôi. Ông quay xuống Tyre. Thì quý ông bạn chị em biết là ở đây thì Alexander đại đế bắt đầu tiếp tục cái sự chinh chiến của mình. Đó, tức là ông đi đánh trận, ông đi tiếp tục chinh chiến. Ông đã quyết định mở một cuộc tấn công vào tháng 1 năm 332 trước Công nguyên. Khu phố mới ở thành phố Tyre được xây dựng ở trên đảo Acarades, nằm cách bờ biển khoảng 1 km. Do ông không có hải quân, Alexander không có hải quân, cho nên ông buộc phải đắp thành một cái đường từ biển để ông tiếp cận cái thành này. Các vị vua của Sidon, Pylos, Arados và Soli ở trên đảo Sid thì sẵn sàng ủng hộ cho Alexander, và nhờ đó ông có thể lập được một cái hạm đội đủ lớn để ông tiếp cận thành Tyre. Thành Tyre như quý mà cho em thấy Kinh Thánh ghi lại là rất giàu có, họ sống biệt lập ở ngoài biển ha, và họ giàu có nhờ buôn bán đường thủy và vàng mà giống như là sình mà. Nói chung là nó giàu cực kỳ, nó xây cái thành này rất là kiên cố. Alexander đế rất khó để mà chiếm thành này. Tiếp theo chúng ta thấy như vậy, sau một cuộc đột kích kéo dài 10 ngày vào cư dân sống ở trên núi tại Liban ngày này, Tyre tiếp tục chống cự cho đến tháng 8, tức là từ tháng 1 đến tháng 8 tháng. Cuộc chiến tại đây đã trở nên cực kỳ đẫm máu khi dân chúng trong thành quyết liệt chống trả. Alexander đế đã hạ lệnh thực hiện một cuộc tổng tấn công từ cả biển lẫn đất liền. Khi tháp công thành và trục phá thành tiếp cận được thành Tyre, đức vua Alexander đích thân dẫn một cuộc xung kích khoảng 6.000 đến 8.000 quân thủ thành đã bị tử trận. Hơn 2.000 trai tráng ngay lập tức bị đóng đinh, tức là họ tử hình bằng cách đóng đinh đó. Ngay sau đó thành Tyre bị vỡ, khoảng 30.000 người còn lại đều bị đem đi bán làm nô lệ, trong đó có một phần không nhỏ dân chúng gồm nhiều phụ nữ và trẻ em đã lên thuyền chạy nạn đến Cadago. Đây là họ diễn tả lại cái trận đánh của ông Alexander đánh vào thành Tyre. Thì Kinh Thánh đã ghi lại là đây là thành Tyre cũng là một nơi mà tiên tri Sa-ri liệt kê không khỏi cái sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, và Chúa đã dùng Alexander như thế nào đó theo cái ý chỉ của Chúa gì đó, và đi đánh những cái nước này, đi chiếm những nước này, đi trừng phạt những cái nước này. Thì chúng ta đã đi qua hai nước rồi ha. Bây giờ ông tiếp tục ông đi xuống theo cái hướng xuống hướng châu Phi, Ai Cập ở dưới. Thì trên đường ông tiến quân thì ông phải đi qua cái Gaza. Trước đây thì gọi là Gaza, còn bây giờ người ta gọi là dãy Gaza, bây giờ thuộc Israel rồi. Thì quý ông bà anh chị em biết là khi ông đến đây thì cũng bị sự chống đối, chống trả quyết liệt từ Gaza.
Ở đây là người ta có ghi lại cái cuộc vây thành Gaza sau khi cuộc vây hãm Tyre kết thúc. Alexander Đại Đế đã khởi hành tới Ai Cập, đó, đi xuống hướng Ai Cập đó. Lúc này vẫn nằm dưới quyền cai trị của các quan lại trung thành với Achaemenid. Khi trên đường đến Ai Cập thì Alexander đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Gaza, tức là cái thành phố Gaza nằm ở giữa đường đó, nằm chặn ngang đường đó. Dưới sự lãnh đạo của viên thái giám Baptist trong suốt 2 tháng, thành Gaza là một thành kiên cố nằm trên tuyến đường nối Ai Cập và phần còn lại của đế quốc Ba Tư. Nó được xây dựng trên một cái ngọn đồi. Sau 3 đợt tấn công dồn dập, toàn thành cuối cùng đã thất thủ. Nhưng bản thân Alexander Đại Đế cũng bị thương tới 2 lần. Ông cũng giống như thành Tyre, nam giới đến tuổi tòng quân đều bị xử tử, còn phụ nữ và trẻ em đều bị đem bán làm nô lệ. Ông đã đem theo một lượng lớn chiến lợi phẩm từ cái thành Gaza này. Như vậy thì một cái nữa quý ông bà chị em thấy là khi mà tiên tri Isaiah cho Đức Chúa Trời cho tiên tri thấy đã liệt kê những cái nước này bị trừng phạt đó, thì tiếp tục đó hoàn toàn vẫn nằm trên cái con đường tiến quân của Alexander Đại Đế. Cho nên quý ông bà chị em thấy là những cái gì mà Chúa đã liệt kê ở đây thì nó rất là chi tiết. Cái lịch sử này họ ghi rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ lấy ra một số cái thành phố liên quan thôi, bởi vì nó rất là dài, rất là hết sức cô đọng, để cho quý ông bà chị em thấy được những gì Chúa cho ông tiên tri thấy và nó đã diễn ra như thế nào trong thế giới loài người của mình. Tiếp theo thì chúng ta thấy gì? Ông xuống Ai Cập, sợ ông là chạy lên lại hướng châu Á, đi qua hướng Ấn Độ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là gì? Khi này ông về, khi đường ông trở về thì ông lại ghé Juda là Jerusalem. Và quý ông bà anh chị em biết rồi, ông Alexander Đại Đế đi đến đâu thắng đến đó, và người trai trẻ thì bị tử hình, còn những người còn lại đem bán làm nô lệ. Thì số phận của Jerusalem nó sẽ như thế nào? Số phận của Juda sẽ như thế nào? Ở trong cái danh sách liệt kê những cái nước mà bị Chúa trừng phạt này á, bị Chúa sự xét đoán này đó, không có Juda, không có Jerusalem. Nhưng mà trong thực tế lịch sử họ có ghi lại rằng Alexander Đế có đến Jerusalem. Thế thì chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Có một điều rất là đặc biệt, và sử ở bên ngoài cũng có ghi lại. Alexander Đế cũng tiến đến Jerusalem. Có một thầy tế lễ mặc trang phục tế lễ ra đứng đón, và đột nhiên Alexander Đại Đế quỳ gối và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông có nói một câu như thế này: trước khi ra khỏi xứ Macedon, tôi thấy một cái dị tượng từ Thiên Chúa, người mặc sắc phục thầy tế lễ, và Ngài có hứa sẽ cho ta chiến thắng Medo Ba Tư. Tức là trong một cái dị tượng, trong một cái giấc mơ gì đó không biết, trước khi ông hành quân thì có một người mặc áo thầy tế lễ giống như trong thầy tế lễ ở Jerusalem này đây, và cái ông đó hứa rằng sẽ cho Alexander Đại Đế chiến thắng Medo Ba Tư. Và về sau quý ông bà cho em biết rằng Alexander Đại Đế khi đánh đổ Medo Ba Tư rồi á, thì nước cái đế quốc Hy Lạp bắt đầu họ lên ngôi, họ thay thế đế quốc, thì cũng từ cái chuyện Alexander Đại Đế. Thế thì chúng ta thấy là ở đây là có một điều kỳ lạ: ông này ông đi đến đâu là ông tàn sát tới đó, nhưng mà khi ông đến chỗ nước Juda Jerusalem thì có một cái sự kiện như vậy đó, tức là ông thầy tế lễ ông ra ông đón đường hoàng, không có chạy, mặc đồ trang phục ra đón, thì có cái sự kiện là ông Alexander Đại Đế này ông mới quỳ, bởi vì ông nói ông trong giấc mơ, trong cái sự dị tượng ông thấy cái điều đó, có một người mặc áo giống như ông nói rằng ta sẽ cho người thắng Mê-đô Bà Tư, thắng Mê-đi Bà Tư. Và nhân cái sự kiện này, quý ông bà chị em biết là ông bỏ qua Jerusalem, ông bỏ qua Juda, và ông tiếp tục ông tiến quân về phía Ấn Độ, và ông chinh phục Babylon, ông chinh phục hết cái phía bên kia còn lại, chỉ có Juda được chừa lại. Mình không biết, thiệt sự là mình không biết, nhưng mà chúng ta chỉ biết đây là điều tiên tri cho biết trước là những cái việc này sẽ ra để chuẩn bị cho đấng cứu thế ra đời, vì đấng cứu thế ra đời trong người Juda, thuộc tộc của người Juda và ở Bethlehem. Cho nên nếu như thực sự mà Juda nằm trong sự tàn sát của Alexander Đại Đế thì có thể nguy, có thể nó lại khác đi rồi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là Đức Chúa Trời tiếp tục vẫn là đấng tể trị trên lịch sử loài người, tể trị trên cái chương trình của Chúa để đấng cứu thế ra đời. Và đây là cái giai đoạn mà
mà tiên tri cho biết là tất cả những điều này để sửa soạn đấng cứu thế ra đời. Chúng ta sẽ thấy được cái vùng chinh phục của Alexander Đại Đế đã xảy ra trong lịch sử. Những cái phần màu cam cam ha, hồng hồng cam cam là quý mà cho em thấy. Đây là ông xuất phát từ châu Âu ha, ông đánh qua châu Á và cái vùng Trung Đông này đây. Thì ông xuống cái phần này là Hy Lạp, một phần của châu Phi, và ông quýnh ngược qua bên bên cánh này của châu Á, tức là Ấn Độ. Ồ, rất là nhiều, nói chung là ông đi đâu ông đánh đến đó. Và cho đến ngày nay người ta vẫn mệnh danh Alexander Đại Đế là một vị tướng trẻ và giỏi nhất thế giới. À, ông chinh phục, ông rất là trẻ thôi, có hai mấy tuổi thôi, mà đi đánh rất là nhiều nơi, thắng rất là nhiều, chỉ có chừa mỗi vụ Đà Lạt thôi. Thì đấy là chúng ta thấy được cái điều mà Chúa cho phép xảy ra. Còn một cái sự kiện nữa quý ông bạn chị em sẽ thấy được rất là màu nhiệm ở trong lời của Chúa, đó là gì? Ở trong Daniel đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 8, đây là cái chỗ mà ông tiên tri Daniel tiếp tục giải thích về các cái đế chế thay thế, các đế chế đứng lên để thay thế Babylon là ai, thay thế Medo Ba Tư là ai, là Hy Lạp. Thì ông đang nói đến cái chỗ này là Hy Lạp, Medo Ba Tư và Hy Lạp ở trong đoạn 8. Tôi đọc sơ để quý ông bà thấy. Ở từ câu 1 cho đến câu số 8 thì có nói đến là Medo Ba Tư và Hy Lạp ở dưới ha, con chiên và con dê gì đó ha. Rồi, đại khái tôi sẽ đọc một câu thôi để quý ông bà anh chị em thấy rằng cái con dê đực nó đứng lên nó hút cái con chiên của con dê đực đó là đang nói đến cái nước Hy Lạp. Thì có nói đến Alexander Đại Đế. Rồi, ở trong câu số 8 nói gì? Con dê đực làm mình nên lớn lắm, tức là đang nói Alexander Đại Đế. Nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ nó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Chúng ta để câu này thôi ha, còn cái phần kia thì quý bà tham khảo thêm từ câu 1 cho đến câu 8. Câu 8 nói rằng cái con dê đực này nó làm mình làm bẫy, nó làm ra lớn lắm, mạnh lắm. Nhưng mà khi nó gì? Nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi. Cái sừng lớn gãy đi, cái sừng thường thường nói đến một vị vua. Rồi ở chỗ nó thì có bốn cái sừng mọc ra về bốn hướng gió, về bốn hướng của gió. Thì tiên tri Daniel là 600 trước khi Chúa ra đời. Đây là Alexander Đại Đế rất trẻ và ông chinh phục, ông làm ra mạnh mẽ, ông chinh phục hầu như toàn thế giới ở khu vực chỗ đó. Có một điều là xảy ra ở trong lịch sử họ ghi lại như thế này. Alexander Đại Đế qua đời ngày 13 tháng 6 năm 323 sau một cơn sốt kéo dài 12 ngày. Ông qua đời đột ngột khi mới 33 tuổi, chưa có người kế nhiệm, còn trẻ quá mà. Sau đó bốn vị tướng lĩnh của ông chia nhau về quyền lực và đất nước. Tức là khi ông chết rồi thì không có con cháu để mà nối, thì bốn cái người tướng mà đang cùng với ông đánh giặc đó mới giành nhau chia đất nước ra làm bốn, chia quyền lực chia làm bốn. Đấy là một cái sừng đang lớn đang mạnh gãy đi và bốn cái sừng khác mọc ra theo bốn hướng gió. Rõ ràng Daniel cũng đã nói đến cái chuyện nước Hy Lạp này nó xảy ra cái điều gì. Khi một cái ông tướng lớn như vậy đó gục ngã thì bốn cái ông khác chia đất nước ra. Và đây là lịch sử ghi lại, ông chết rất trẻ. Ông qua đời rất trẻ. Cho nên chúng ta thấy cả lời tiên tri Daniel đã ứng nghiệm sau 277 năm, ngay cái trường hợp của Alexander Đại Đế. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy là những cái gì xảy ra thì nó y xì như những gì mà Kinh Thánh đã nói. Chúng ta sẽ xem tiếp cái sự chuẩn bị đây là gì. Sau khi mà Alexander Đại Đế đó ông chinh phục khắp ba châu lục đó, thì cái nền văn hóa Hy Lạp, bây giờ đế quốc Hy Lạp đã trỗi lên và nền văn hóa Hy Lạp được phổ cập cho toàn thế giới thời đó. Có nghĩa là gì? Họ sẽ dạy văn hóa Hy Lạp, họ dạy ngôn ngữ Hy Lạp, họ dùng cái gì của Hy Lạp họ áp cho toàn thế giới học theo. Cho nên là chúng ta thấy là giống như bây giờ mình xài tiếng Anh vậy đó ha, tiếng Anh toàn thế giới, tiếng Anh là tiếng phổ biến nhất, thì lúc này tiếng Hy Lạp trở nên là cái tiếng phổ biến nhất. Cho nên có một cái sự kiện năm 285 có 72 nhà thông thái Do Thái họ họp là hạ lại để họ phiên dịch kinh thánh Cựu Ước từ tiếng Hebrew
sang tiếng Hy Lạp ở thời điểm này. Và nhờ đó mọi người đọc hiểu được Kinh Thánh, và nhờ đó có cái sự họ tin Chúa và họ sẵn sàng để đón Đấng Messi ha, để họ có thể họ biết rằng Đấng Messi là ai. Có nghĩa là cái thời điểm này trước khi Chúa ra đời đó 300 mấy năm đó, thì Chúa cho một cái cuộc chinh phục này xảy ra và Hy Lạp được thay thế, và sau đó được Kinh Thánh được chuyển qua tiếng Hy Lạp, được tiếng Hy Lạp, và khắp rộng rãi đồng bào từ lớn đến nhỏ đều có thể đọc được. Và đây là một cái dấu ấn rất lớn ở trong cái giai đoạn lịch sử của giáo hội. Ngôn ngữ được dịch trở lại ha. Thì đây là đúng trước cái thời điểm Chúa ra đời, đúng trước thời điểm Chúa ra đời. Và do đó người ta biết rất nhiều về Kinh Thánh, vì cái ngôn ngữ nó dễ rồi. Chứ còn nếu như tiếng Hebrew, tiếng Hebrew thì chỉ có Do Thái biết thôi, người ta không biết. Sau này quý ông bạn cho em thấy là khi Chúa Jesus đến đó, thì từ đảo Chipre, những cái đảo khác đều có thể có Kinh Thánh, đều là Kinh Thánh, vì họ có Kinh Thánh Hy Lạp, họ biết tiếng Hy Lạp. Thì đây là một sự chuẩn bị kỳ diệu, rất kỳ diệu, trước khi Chúa ra đời, trước khi Chúa đến thế gian này phải có cái điều này xảy ra, có một sự chuẩn bị. Nhưng mà thấy như vậy rồi, ok. Tiếp theo thì chúng ta thấy từ câu 9 cho đến câu số 14 đó, thì Chúa cũng cho ông tiên tri thấy một cái điều lạ nữa. Để chúng ta xem đặc biệt là câu 9 là gì. Hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Con của lừa cái. Đây là điều mà 520 năm trước khi Chúa ra đời, Chúa cho ông tiên tri thấy, ông tiên tri biết. Chúng ta thấy có điều gì ở đây? Vua ngươi đến, vua ngươi đến, hãy vui mừng đi. Rồi gì nữa? Hãy trỗi tiếng. Vua này là gì? Công bình. Vua này ban sự cứu rỗi. Vua này là nhu mì. Vua này là cởi lừa đến. Hay quá à. Và chúng ta sẽ thấy được cái sự chuẩn bị theo như những gì mà tiên tri báo trước là đã sẵn sàng. Sẵn sàng để báo cho dân sự của Chúa hãy mừng rỡ. Cái sự sẵn sàng này chúng ta thấy từ trong những cái giao ước và Chúa đã làm thành. Thứ nhất là gì? Dân của Chúa được trở về, tức là sau 70 năm ở Babylon được trở về, được lập lại, được xây dựng lại, được hình thành lại ở trong nước Giu-đa đó. Và Chúa Giê-xu sẽ từ Giu-đa mà ra đó. Rồi gì nữa? Dân Chúa được đắc thắng, Chúa giữ gìn được bình an. Rồi sau cái thời Alexander Đế này, Giu-đa vẫn còn chinh chiến vài cuộc nữa, nhờ Chúa ở cùng, Chúa bảo vệ. Rất là tuyệt vời cái điều đó chúng ta thấy. Rồi dân Chúa được thịnh vượng, Chúa ban phước cho dân sự của Ngài là dân Giu-đa đó, tiếp tục được sinh sôi nảy nở, được hùng mạnh lên. Và chúng ta để ý rằng sau đó có một cái sự chuyển biến chế độ, tức là sẽ qua cái đế quốc La Mã, thì Chúa Giê-xu sẽ ra đời sau đó. Thì chúng ta sẽ thấy những cái dữ liệu ở đây là gì? Hãy sẵn sàng đón Chúa đi, đúng không ạ? 520 năm trước mà ông đã nói là hãy sẵn sàng đón Chúa đi. Đó là gì? Mừng rỡ, reo vui. Có thể đây là điều mà Chúa cho ông thấy. Chúa cho ông thấy mừng rỡ, reo vui. Rồi gì nữa? Vua ngươi, tức là Chúa cứu thế đã đến. Chúa cho thấy, mặc dù 500 năm sau mới ra đời, nhưng mà Chúa cho thấy có một vị vua đến, có sự vui mừng và có sự cứu rỗi đã đến. Rồi gì nữa? Vua này không phải như Alexander Đại Đế, là cái ông đi đâu giết đó. Vua này là vua rất là nhu mì, khiêm nhường và yêu thương. Tất cả đều cho thấy. Rồi chúng ta sẽ thấy điều gì nữa? Mang sự bình an và cứu rỗi đến cho cả đất. Thì ý của tiên tri nói gì? Cái vua này đến đem sự bình an và đem sự cứu rỗi từ nay về sau. Từ nay về sau. Chúng ta để ý một chút xíu để chúng ta biết được đó là gì. Khi mà Chúa Giê-xu ở trên đất, cái ngày mà Chúa Giê-xu trở về Jerusalem để mà đóng đinh đó, để mà thực thi cái công cuộc cứu rỗi đó, thì quý ông bà để ý một cái chi tiết là ngài sai môn đồ đến đem bựng một cái con lừa con chưa có ai cởi hết, thì đến để Chúa cởi và Chúa vào. Và lúc đó người ta reo mừng Hosanna, Hosanna, đúng không? Chúng ta biết điều này ở trong Matthew nói Hosanna, Hosanna. Rồi người ta rải lá xuống, người ta rải áo ra, rải khăn ra để cho vua đi đến Jerusalem, vua tiến về Jerusalem.
Cho nên chúng ta thấy có cái lễ lá ở người Công giáo là vậy đó, cũng có từ sự kiện này đây. Thì điều này đã được ông tiên tri thấy trước từ 500 năm, 520 năm trước. Đó là gì? Đó là tiếng vui mừng, tiếng reo vui này vua ngươi đến cùng ngươi, ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì. Rồi gì nữa? Và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Hãy nghe, chúng ta sẽ lên thành Jerusalem, là nơi mà mọi điều các tiên tri đã chép về con người đều sẽ ứng nghiệm. Ngài sẽ bị nộp trong tay những người ngoại quốc. Họ chế nhạo Ngài và chửi mắng Ngài cách nhục nhã và phỉ nhổ Ngài. Ngài sẽ bị đánh, bị giết. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Và Chúa Giê-xu cứ cương quyết lên đường, tiến về Jerusalem. Dù cho Chúa Giê-xu biết là Ngài sẽ bị giết vì tội lỗi của nhân loại, Ngài cứ lên đường tiến về Jerusalem. Có nhiều người vui mừng vì sự hiện đến của Ngài và tuyên bố Ngài là vua của họ. Thưa Thầy, hãy truyền cho các môn đệ của Thầy im lặng. Tôi bảo cho các ông biết, nếu họ mà im lặng, thì chính những dần đá này sẽ tung hô. Bình an, vinh dự. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là những gì đã ứng nghiệm lời của tiên tri Sa-cha-ri nói trước đó 553 năm. Chúng ta học được điều gì ở đây? Cảm ơn Chúa, tất cả những gì Chúa đã dự định cho nhân loại, cho sự cứu rỗi, Chúa đã thực hiện. Và tất cả những gì Chúa dự định, Chúa đã hứa với cuộc đời mình, những người theo Chúa, Chúa đã và đang chắc chắn Ngài thực hiện, Ngài làm trong điều đó. Xin chúng ta hết lòng đến với Chúa để chúng nhận được sự cứu rỗi, nhận được ơn phước, nhận được những gì Chúa đã hứa ban cho cuộc đời của quý vị và chị em mình. Lịch sử loài người sẽ còn ghi lại những gì Chúa đã nói, Chúa đã làm và Chúa sẽ thực hiện một cách hoàn toàn. Xin cảm ơn Chúa, chúng ta có bài học buổi ngày hôm nay. Xin Chúa ngài ban ơn cho hết thảy quý vị và chị em. Chúng ta sẽ cầu nguyện để chúng ta kết thúc bài. Tạ ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài một lần nữa, Ngài cho chúng con được kinh nghiệm về Chúa, về những lời phán truyền, những lời tiên tri, những điều mà Chúa đã giải bày cho chúng con. Cha ơi, một lần nữa xin ban cho chúng con ơn càng thêm ơn để trung tín bước đi theo Chúa dầu hoàn cảnh có thế nào. Chúng con biết rằng Chúa hứa với chúng con điều gì, Chúa có toàn quyền làm cho trọn. Miễn là chúng con tiếp tục trung tín bền vững bước đi theo Chúa, con tạ ơn Ngài. Con xin kính dâng quý ông bà chị em chúng con hết thảy sự bảo vệ tuyệt đối của Chúa, ban bình an, sức khỏe và niềm tin mạnh mẽ, con tạ ơn Ngài. Chúng hiệp chung thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin trân trọng kính chào hết thảy quý ông bà chị em.